Chị ơi, em có xem video của Dr. Cương chia sẻ về lỗi bản đồ. Em thấy có chia sẻ của chị, bé nhà chị cho uống thiệt thanh thảo và enzyme có khỏi hẳn không ạ? Đấy là một trong số những câu hỏi mẹ chị Bông vẫn thường hay gặp đối với khá là nhiều cha mẹ có con bị lỗi bản đồ, nấm miệng đã gửi tin nhắn cho mẹ chị Bông hỏi về kinh nghiệm. Nhân tiện, hôm nay có câu hỏi của mẹ Hạnh, mẹ chị Bông cũng xin phép được chia sẻ trải nghiệm của hai mẹ con trong quá trình bị nấm miệng, làm thế nào để chữa dứt điểm và làm thế nào để nấm miệng không còn tái phát lại. Đây là một số hình ảnh về lỗi bản đồ dễ nhận biết nhất. Lỗi bản đồ là một bệnh không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến cả quá trình phát triển ở trẻ. Nguyên nhân bị nấm miệng lỗi bản đồ là do các vấn đề về dinh dưỡng ở trẻ. Vào 7 tháng tuổi, chị Bông nhà mình bị lỗi bản đồ, lỗi thì loang lổ, miệng thì lấm chấm li ti rất là nhiều vết. Mình đã cho con dùng thiệt thanh thảo của cửa sổ vàng. Mình biết là ở trên thị trường có rất nhiều sản phẩm, tuy nhiên có thiệt thanh thảo cửa sổ vàng là an toàn và phù hợp với bé nhỏ. Mình dùng duy trì như vậy trong khoảng 1 tuần liền, ngày 3 lần. Và mỗi ngày mình dùng một gói thiệt thanh thảo. Để bé không tái lại lỗi bản đồ nấm miệng thì mình cho bé dùng thảo cửa sổ vàng duy trì như vậy. Đến thời điểm hiện tại, bé được 3 tuổi rưỡi, chưa bị tái lại lỗi bản đồ và nấm miệng thêm một lần nào nữa. Hiện nay cửa sổ vàng đã thay thế gói thiệt thanh thảo dạng ghe bằng dạng cốm, rất tiện lợi cho việc sử dụng cho các bé nhỏ. Cả nhà có thể tham khảo tại link mình để bên cạnh. Cha mẹ nào còn có thêm những cái thắc mắc thì có thể inbox chi tiết cho mẹ Trích Bông qua Facebook Thụy Lê, hoặc cha mẹ có thể kết bạn với Thụy Lê qua Zalo và mình có thể trao đổi trực tiếp. Trên đây là trải nghiệm của hai mẹ con Trích Bông về nấm miệng và lỗi bản đồ. Hy vọng rằng cha mẹ sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn. Chúc các bé luôn luôn khỏe mạnh và bình an.